Theo thông tin từ phía hãng xe Mitsubishi của Việt Nam, lần triệu hồi lần này sẽ liên quan đến là 14.051 chiếc xe Xpander được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Indonesia về thị trường Việt Nam. Vì là nghi có dính lỗi về hệ thống bơm xăng trên xe có thể bị ngừng hoạt động. Những xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 8 năm 2018 cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2019 đang lăn bánh tại thị trường Việt Nam. Trong số tất cả 14.051 xe bị triệu hồi, phiên bản sử dụng số tự động có 9.428 xe và phiên bản số sàn là có 4.623 xe. Ngoài ra hiện có 11.468 xe đã lăn bánh tại thị trường trong nước, 894 xe nằm ở nhà phân phối và 1.689 xe nằm ở kho của hãng. Những xe đã tới tay khách hàng sẽ được đại lý thay thế bơm xăng khi khách mang xe tới kiểm tra. Nguyên nhân gây nên hiện tượng trên theo kết quả điều tra từ MMC đó là cách bơm được làm bằng nhựa ở bên trong bơm xăng có thể bị phồng lên và dẫn đến bơm xăng bị ngừng quay. Mặc dù là nguyên nhân cụ thể chưa được xác định hoàn toàn nhưng qua điều tra cho thấy cánh bơm làm bằng nhựa có mật độ phân tử nhựa thấp sẽ dễ bị phồng lên. Mitsubishi Motors Việt Nam và sẽ tiến hành chiến dịch thay thế với bơm xăng mới đã được cải thiện cho xe Xpander hoàn toàn miễn phí, bao gồm phụ tùng và công thay thế tại tất cả các nhà phân phối ủy quyền của MMP trên toàn quốc. Dự kiến trong thời gian tiến trình triệu hồi là từ ngày 1 tháng 10 2019 và dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 9 2021. Mỗi xe mất khoảng gần 2 tiếng để mà kiểm tra và thay thế các chi tiết bị hỏng. Từ đầu năm đến nay, đây là lần triệu hồi thứ 3 của hãng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải, các loại xe ô tô, semi-robot, xe chở người 4 bánh, có gắn động cơ đã qua sử dụng quá 5 năm, có thể sẽ bị cấm nhập khẩu về Việt Nam. Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông Vận tải, theo quy định tại Nghị định số 69/2018 của Chính phủ. Dự thảo thông tư này đang được gửi các bộ, các ngành, cơ quan chức năng để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cấm nhập khẩu các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải, kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Các loại xe ô tô, xe 4 bánh có gắn động cơ và bộ linh kiện lắp ráp, xe remote, semi remote, xe máy chuyên dụng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ. Các loại ô tô đã qua sử dụng, đã thay đổi kết cấu để mà chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu. Các loại vật tư đã qua sử dụng như là gương chiếu hậu xe ô tô, kính an toàn, lốp xe hơi, xe ô tô, v.v. Đặc biệt là cấm nhập khẩu các phương tiện đã qua sử dụng 5 năm, bao gồm có xe ô tô, remote, semi-remote, trừ các loại remote, semi-remote, chuyên dụng, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng ban hành danh mục các loại hàng hóa xuất khẩu được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS, có thể kể đến như là xe chở người 4 bánh có gắn động cơ loại chở dưới 10 người, kể cả người lái, bao gồm cả xe chơi golf, ô tô chữa cháy, xe mô tô dành cho người khuyết tật điều khiển, với các mã số tương ứng. Dự thảo thông tư trên sẽ được thay thế thông tư 13/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trái ngược với đầu năm 2018 thì thị phần ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, vượt tới là 166% so với cùng kỳ năm 2018, kết hợp với việc nhiều mẫu xe sản xuất lắp ráp chuyển sang nhập khẩu. Doanh số xe ô tô nhập khẩu trong năm 2019 này có thể sẽ cân bằng và thậm chí vượt qua xe nội. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, vào tháng riêng năm 2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đã đạt lên tới 33.484 xe. Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 18.799 xe, giảm đi mất 12% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đó là 14.685 xe, tăng lên đến 14% so với tháng cuối cùng của năm 2018.
Tuy là mức tăng trưởng hàng tháng không quá mạnh mẽ, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2018 thì doanh số xe nhập khẩu bán ra vào tháng riêng năm 2019 đã tăng trưởng tới 166%. Thực tế cho thấy rằng trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2018 thì nhiều đại lý xe ô tô không có xe nhập khẩu để mà bán. Khi đó thì xe ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước gần như là chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Nhiều hãng xe sản xuất không kịp để mà đáp ứng nhu cầu trong nước. Vì thế, tính đến hết tháng 6 đầu năm 2018 thì cán cân giữa doanh số xe sản xuất lắp ráp với xe nhập khẩu đã mất cân đối nghiêm trọng, gấp tới 6 lần so với xe nhập khẩu, bỏ xa con số hơn 2,5 lần của cùng kỳ năm 2017 trước đó. Sự thiếu hụt về xe ô tô nhập khẩu đã tác động mạnh đến nhu cầu mua xe ô tô của người dân. Nhiều mẫu xe nhập trong khoảng thời gian vào đầu năm 2018 do khan hàng đã ép khách phải mua kèm theo các gói phụ kiện trị giá lên tới cả 100 triệu đồng. Cụ thể như là hình thức mua xe Honda CR-V, Ford Ranger hay là Toyota Fortuner. Sự tăng trưởng về doanh số ô tô nhập khẩu mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước đó có được là do các doanh nghiệp ô tô ở tại Việt Nam không còn khó khăn hay là vướng mắc trong các thủ tục nhập khẩu xe nữa. Xe nhập khẩu đã có thể thuận lợi về Việt Nam kể từ khoảng giữa năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì sự tăng trưởng của xe ô tô nhập khẩu liên tiếp qua từng tháng cho thấy nhu cầu của người dân đối với loại xe này vẫn rất là lớn, nhất là trong tình cảnh xe nhập miễn thuế ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam, có giá thành rẻ hơn so với giá xe sản xuất và lắp ráp ở trong nước. Do được miễn thuế nhập khẩu nên hiện nay một số mẫu xe đang lắp ráp ở tại Việt Nam cũng đã chuyển hướng sang nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường ASEAN, như là dòng xe Mazda 2 hay là Suzuki Swift, và sắp tới thì có thể cả là Toyota Camry. Trao đổi, ông Nguyễn Trung Hiếu là trưởng tiểu ban chính sách VAMA đã nhận định rằng trước tình cảnh hiện tại thì nhiều người đặt ra câu hỏi rằng nếu như năm 2018 xe ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước thắng thế bởi xe nhập khẩu gặp khó khăn thì bước sang năm 2019 khi mọi thứ đã thuận lợi thì xe lắp ráp đã còn giữ được vị thế của mình nữa hay là không? Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long đã nhận định hiện nay nhiều người dân vẫn có tâm lý xính ngoại, thích xe nhập khẩu hơn là xe lắp ráp. Vì thế khi bước sang năm 2019 này, với những thuận lợi trong các thủ tục nhập khẩu, doanh số xe ô tô nhập khẩu chắc chắn sẽ tăng. Giá xe ô tô nhập khẩu ASEAN được ưu đãi không cao hơn nhiều so với giá xe sản xuất, lắp ráp ở trong nước, trong khi chất lượng lại đảm bảo nên nhu cầu đối với xe nhập khẩu của người Việt vẫn còn rất lớn, theo chuyên gia chia sẻ như vậy. Cũng theo ông Long thì để giảm tình trạng xe nhập khẩu lấn át xe lắp ráp ở trong nước trong thời gian tới thì Bộ Tài chính đã đề xuất thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước, khuyến khích doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đại diện một hãng xe vừa sản xuất lắp ráp vừa nhập khẩu tại Việt Nam cũng nhận định về mặt lý thuyết, xe ô tô nhập khẩu trong năm 2019 chắc chắn sẽ tăng trưởng so với năm 2018 bởi nhiều hãng xe tại Việt Nam đã tăng tốc nhập khẩu xe, bù lại khoảng thời gian hơn nửa đầu năm 2018 không nhập khẩu được. Cùng với nhận định thì ông Nguyễn Trung Hiếu cho rằng ô tô nhập khẩu trong năm 2019 sẽ tăng trưởng so với năm 2018 là một năm nhiều biến động đối với thị trường xe ô tô ở tại Việt Nam. Tuy nhiên với quan điểm cá nhân thì ông Hiếu nhận định ô tô nhập khẩu sẽ không thể tăng trưởng đột biến và áp đảo được xe sản xuất lắp ráp vào trong nước. Theo cá nhân tôi thì giả sử như trong trường hợp không có thêm chính sách tác động đến ô tô nhập khẩu, doanh số bán ra năm 2019 của loại xe này sẽ tăng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn có thể có chiến lược phát triển quy hoạch ngành ô tô, phát triển ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước, nên khả năng xe nhập khẩu tăng trưởng mạnh, áp đảo xe lắp ráp ở trong nước sẽ rất là khó xảy ra, theo ông Hiếu chia sẻ thêm như vậy. Để phát triển ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước, VAMA đã từng đưa ra gói giải pháp, đầu tiên là phải có thị trường tăng trưởng ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và sản xuất lắp ráp. Tiếp đến, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thuận lợi cho sản xuất như là đề xuất thay đổi cách tính thuế. Và cụ thể đây là thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước mà Bộ Tài chính đề xuất vừa qua là ví dụ điển hình. Cuối cùng, khi chính sách hỗ trợ đã có thì phải tập trung vào phát triển nền công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa với ô tô, từ đó giúp giảm giá thành xe ô tô.